thường khéo hộ trì tịnh giới của Như Lai, thân lời ý nghiệp, không có các lỗi lầm. Vì muốn giáo hóa chúng sinh phạm giới mà thị hiện hành tất cả hạnh của phàm phu ngu si, tuy đã đầy đủ phước đức thanh tịnh trụ cõi Bồ Tát mà thị hiện sinh nơi tất cả địa ngục xúc sinh ngạ quỷ và các nơi hiểm nạn bần cùng, khiến cho chúng sinh đều được giải thoát mà thật Bồ Tát chẳng sinh cõi đó, đó là trang nghiêm đạo thứ 8 chẳng do người khác dạy mà được vô ngại biện tài trí huệ quang minh chiếu sáng khắp tất cả phật pháp được tất cả như lai thần lực gia trì với tất cả chư phật đồng một pháp thân thành tựu tất cả mật pháp kiên cố đại nhân minh tịnh An trụ tất cả các thừa bình đẳng cảnh giới chư Phật đều hiện ở trước đầy đủ tất cả thế trí quang minh chiếu thấy tất cả các cõi chúng sinh hay vì chúng sinh làm tri pháp sư mà thị hiện cầu tránh pháp chưa từng ngừng nghỉ tuy thật với chúng sinh làm vô thượng sư mà thị hiện tôn kính hòa thượng A xà lê. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát thiện xảo phương tiện, trụ Bồ Tát đạo, tùy sự ứng hóa, đều vì họ thị hiện. Đó là trang nghiêm đạo thứ 9. Căn lành đầy đủ các hạnh rốt giáo, được tất cả như lai cùng quán đành, đến được bờ bên kia tất cả các pháp tự tại, lụa pháp vô ngại dùng làm mão đội trên đầu, thân của Bồ Tát đến khắp tất cả thế giới, khắp hiện thân vô ngại của Như Lai, nơi Pháp tự tại rốt giáo tối thượng, chuyển bánh xe Pháp thanh tịnh vô ngại, Pháp tự tại của tất cả Bồ Tát đều đã thành tựu, do vì chúng sinh mà ở trong tất cả cõi nước thị hiện thọ sinh với chư Phật ba đời đồng một cảnh giới mà chẳng bỏ Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ Pháp của Bồ Tát, chẳng giải đãi nghiệp của Bồ Tát, chẳng lìa Bồ Tát đạo, chẳng thả lỏng oai nghi của Bồ Tát, chẳng đoạn tuyệt thủ lấy của Bồ Tát, chẳng ngừng thiện xảo phương tiện của Bồ Tát, chẳng dứt hẳn việc làm của Bồ Tát, chẳng nhàm sinh thành dụng của Bồ Tát, chẳng ngừng trụ trì lực của Bồ Tát. Tại sao? Vì Bồ Tát muốn sớm chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, quán tất cả môn trí huệ, tu Bồ Tát hạnh không ngừng nghỉ. Đó là trang nghiêm đạo thứ 10. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ đắc được đại trang nghiêm đạo vô thượng của Như Lai, cũng chẳng xả bỏ Bồ Tát đạo. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ chân. Những gì là 10? Đó là chân trì giới vì đại nguyện thù thắng đều thành tựu viên mãn, chân tinh tấn, vì tích tập tất cả pháp bồ đề phần chẳng thối chuyển, chân thần thông, vì tùy sự ham muốn của chúng sinh khiến cho họ hoan hỷ, chân thần lực, vì chẳng lìa một cõi Phật mà đến tất cả cõi Phật, chân tâm sâu, vì nguyện cầu tất cả pháp thù thắng chân kiên thạ vì tất cả việc làm đều rốt ráo chân tùy thuận vì chẳng trái với lời dạy của tất cả tôn giả chân lạc pháp vì văn trì tất cả pháp của phật nói chẳng lười mỏi chân pháp vũ vì chúng diễn nói pháp không khiếp nhược chân tu hành vì tất cả các ác đều xa lìa đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được chân tối thắng vô thượng của như lai nếu một khi cất chân lên đều có thể đến khắp tất cả thế giới